Đọc câu chuyện về người cha bất chấp lệnh cấm chạy xe đi mua bình oxy để dành sự sống cho con, anh Hoàng Tuấn Anh, cha đẻ của ATM Gạo đã xây dựng chương trình ATM Oxy hỗ trợ người bệnh và F0 điều trị tại nhà. Với thông điệp trao oxy, nối dài sự sống, ATM Oxy cung cấp máy oxy, bình oxy hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe cho hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế được thuận lợi hơn, giúp bệnh nhân đang điều trị COVID-19 sớm hồi phục. Người ta có thể nhịn ăn 5 ngày mà không thể nào mà nhịn thở 5 phút hết. Và cái bình oxy này không thể nào đi mượn hàng xóm được, hoặc là mượn những người xung quanh được. Nhưng bình oxy này rất là cấp thiết khi mà số lượng bệnh nhân nhiều như vậy. Đặc biệt là trong cái thời điểm này, các cá nhân rất là khó mà đi ra khỏi nhà, đặc biệt là F1, F0 chắc chắn không được đi ra khỏi nhà rồi. Thì gần như là họ có nhiều cái lời kêu cứu, gần như là tuyệt vọng. Tại vì họ không có cách nào khác để có bình oxy ngay tức thì. Thì cái giải pháp ATM Oxy này để giải quyết những cái việc đó. Khi mà mình làm cái ATM Oxy này thì mình cũng một phần để hỗ trợ cơ quan nhà nước, cơ sở y tế. Tại vì hiện giờ các bệnh viện đã cũng quá tải rồi. ATM Oxy hoạt động từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày, xuất phát từ 90 bình oxy loại 8 lít ban đầu và triển khai tại các trạm ở quận đoàn trên địa bàn quận 7, quận 8, quận 10, quận Tân Phú, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh. Trong những ngày tới, mô hình sẽ được mở rộng ra 11 quận huyện với khoảng 300 bình, tiếp đến khoảng 900 bình trên quy mô tất cả các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Bạn luôn phải là đảm bảo cái nguyên tắc 5K của các bạn, là các bạn phải trang bị đủ hộ đúng cách, làm việc với tinh thần là nghiêm túc, an toàn. Bên phía người dân thì cũng ta cũng hợp tác, mình cũng giữ được khoảng cách, thì mình sẽ đặt trước cửa nhà hoặc là trước cái điểm phong tỏa của hộ dân, mình không cũng tránh hàng tiếp xúc hàng trực tiếp, và mình cũng nhờ bộ phận y tế của địa phương để người ta sẽ hỗ trợ thêm cho mình. Khi nhận được hỗ trợ, người dân nghẹn ngào xúc động bởi đây là điều cần thiết nhất lúc này. Việc tìm mua, đổi bình oxy trở nên nan giải, nhất là với gia đình có người bệnh. Vì thế, ATM Oxy ra đời với hy vọng sẽ góp phần giúp bệnh nhân, các F0 cách ly tại nhà giảm được khó khăn. Cá nhân và đơn vị cần được cung cấp oxy có thể gọi qua đường dây nóng 0796 555 564. Các tình nguyện viên quận đoàn sẽ chở oxy bằng xe máy đến tận nơi. Với người chưa có bình oxy và hoàn cảnh khó khăn thì ATM Oxy sẽ cho mượn miễn phí.